可以等待关海哇的比数的再把开六哎扔招hơn thế nữa đó lại là bàn gỡ hòa trong thời điểm đội nhà đang rất khó khăn một cú ra chân trái quá đẳng cấp mang đúng nhãn hiệu của Quang Hải đây là một bàn thắng làm chúng ta liên tưởng đến bàn thắng của Arjen Robben tại vòng chung kết Euro 2008